mấy bạn ơi. Nhưng mà... kêu là nướng bắp là phải có cái trình đúng không? Vậy hả? Vậy là chưa được phải không? Chưa được phải không? Phải có cái trình mới được. Học việc ở này là chưa được đúng không? Từ từ sẽ được. Một ngày không quen thì 10 ngày nó quen, mà 10 ngày không quen thì đi về nhà luôn. Là về nhà nóng thì em chịu được, ý là... Như vậy là bị cháy đúng không? Chưa. Đúng rồi, mấy cái này bỏ xuống luôn đi. Hai bên mới được, tâm thêm mới có một bên à. Sao? Lấy lên đi. Cái này là chính cái này, đúng không? Chưa. Được rồi nè, được rồi nè. Bên này chưa? Cái trái kia kìa. Mọi người ơi, nướng bắp cũng là một nghệ thuật nha mọi người, chứ không phải đơn giản mà nướng được đâu nha. Phải canh lửa nè, rồi phải trở liên tục cái trái bắp. Nướng bắp là một nghệ thuật, nướng bắp là một nghệ sĩ nha các bạn. Bởi vậy phải không? Người bán bắp là gì? Chịu cực và phải... nói chung là nóng lắm, rất là nóng luôn. Đứng đây mình dù là mình đã đeo khẩu trang rồi nhưng mà vẫn là nóng. Nhưng mà thấy không, Phương Thi với lại Tây Thi đứng sát vô luôn, rất là tội nghiệp. Hên là hôm nay thời tiết buổi chiều cũng không có nắng nhiều cho nên nó cũng đỡ, chứ cái này mà gặp vô những ngày nắng không biết sao. Là Sài Gòn đang vô mùa mưa là cũng chạy mưa là cũng cực lắm. Thì sẽ tập gọt bắp thử nha. Nóng lắm nha mọi người. Rồi. Nóng quá nè. Mình là cũng biết nấu nướng đó, nhưng mà mình cầm vô mình không chịu nổi cái độ nóng. Kiểu này chắc ngày chắc bán được chục trái quá. Chắc kiểu này không sợ đứt tay mà thấy là nó nóng thiệt. Mọi người quen cái anh YouTuber kia ảnh lấy rau bắp bằng cách này nè, mình cũng bắt chước theo. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ gọt thêm trái thứ hai nha mọi người ha. Cái mùi bắp nướng á, cái nó thơm, cái mùi đặc trưng lắm nha. Sợ luôn. Sáng chưa, sáng chưa. Trải nghiệm gọt bắp luôn ha. Trải nghiệm nướng bắp chứ lọc bắp. Tôi quay á. Quay cho tôi bỏ bắp nè, không kêu bắp bán. Gặp bỏ nhiều quá kìa. Quýnh không bây giờ nè. Sát mà. Sát. Giỡn mặt. Cũng có kinh nghiệm chứ. Nhưng mà có điều hơi nóng thôi chứ thật ra cũng biết làm mà. Trời ơi, thi. Nè mọi người. Đó. Đã còn sạch sẽ cái quả bắp rồi, nhưng mà nói chung là nóng thiệt. Đấy. Rồi. Để cho chị Hai làm chứ mình vô mình dành làm. Cái là chị Hai không có việc làm đó. Rồi. Dạ, tại chị cho nó hót đó chị. Ủa tại sao Tây Thi đập cho nó hót?
trước khi ăn thì mình sẽ trộn đều nó lên nha, cho cái mỡ hành này nó thấm vô trong cái bắp. Thơm lắm nha mấy bạn, chưa ăn mà mình đã cảm nhận thơm rồi đó. Thơm là thơm của hành nè, mỡ hành rất là thơm. Muốn bắp thì nè, bắp đây nè, bắp nó nằm dưới đâu mà chưa có trộn đều lên, thấy không? Tại vì Nhân múc để trên mà đó. Ăn thử đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha mấy bạn. Đây. Rồi. Mình thấy một phần bắp nướng mà khoảng tầm 20k này thì cũng tương đối là ok đó các bạn. Tại vì ở trong thì cũng có đầy đủ nhân hết trơn. Đó. Mà mình ăn thì mình thấy là bắp ở đây các thi Tây Thi lựa bắp rất là ok luôn nha. Bắp nó vừa tầm, có nghĩa là nó không có già lắm mà nó cũng không non lắm. Nhưng mà do là sử dụng bắp nếp cho nên ăn rất là dẻo nha, và rất là thơm mùi mỡ hành nữa, với lại cái mùi ruốc cũng rất là đặc trưng. Mà có điều ở đây mình thấy nó hơi ngại một chút xíu là có nhiều rau bắp, và cũng không phải tránh khỏi cái điều này là phải tránh, không tránh được rồi các bạn. Tại vì do là khách đông nè, rồi người làm thì lại ít nữa, cho nên là không thể nào mà tỉ mỉ được như những cái chỗ khác được nha mấy bạn ha. Mấy bạn ơi, nếu mà có dịp mình đi ngang qua đường Hồng Ích Thiêm này thì ghé vô ủng hộ Tây Thi nha. Bán ở ngoài riêng thôi cho nên là cái địa chỉ nó cũng không cụ thể lắm, chắc là hình như là 71 á mọi người, 71 Hồng Ích Thiêm nha mọi người ha. Đó, một phần 20.000 thì có thêm thịt với lại lạp xưởng nha mọi người ha. Còn một phần mà 12.000 thì chỉ có ruốc với lại mỡ hành với lại bắp thôi. Đó. Rồi, chắc là bây giờ thì cũng khép lại cái video clip tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn trong những cái video clip sau nha. Nếu mà các bạn thấy cái video clip này nó hữu ích thì các bạn nhớ like, subscribe kênh, ủng hộ cho tụi mình nha. Để tụi mình có thêm động lực làm thêm những cái video clip khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.